Xin chào tất cả các bạn kế toán thân mến. Hôm nay kế toán Minh Thúy xin hướng dẫn các bạn cách kê khai phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng 8% và cụ thể là phụ lục giảm thuế 142 năm 2024. Để kê khai phụ lục giảm thuế thì các bạn cần phải update ở phần mềm HTKK phiên bản 5.2.2 và kế toán Minh Thúy cũng xin hướng dẫn các bạn cách update như sau. Các bạn có thể mở phần mềm HTKK lên, sau đó các bạn vào phần công cụ, sau đó vào cập nhật cấu hình và update. Các bạn xem mình thao tác trên phần mềm HTKK như sau. Các bạn mở phần mềm HTKK lên, nhập mã số thuế rồi ấn đồng ý. Đa phần là phần mềm HTKK sau khi các bạn mở lên, phần mềm sẽ có một cái hiện một thông báo đó là đã có phiên bản 5.2.2, phiên bản mới thì các bạn có cập nhật hay không. Các bạn ấn đồng ý để phần mềm cập nhật nhé. Trong thời gian chờ đợi HTKK cập nhật phiên bản mới thì chúng ta đi vào nội dung chi tiết của phụ lục giảm thuế có gì mới nhé. Đối với phụ lục giảm thuế 142 năm 2024 thì phụ lục giảm thuế này áp dụng cho kỳ tính thuế như sau. Nếu các bạn kê khai theo tháng thì bắt đầu từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024 các bạn sẽ áp dụng phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 142. Còn nếu các bạn kê khai theo quý thì sẽ áp dụng cho kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng quý 3 và quý 4 năm 2024 nha các bạn. Những lưu ý quan trọng nhé. Lưu ý thứ nhất, phụ lục giảm thuế 142 thì các bạn cần phải kê khai cả hóa đơn mua vào và bán ra mà có thuế suất 8%. Lưu ý thứ hai, đó là nếu doanh nghiệp không có hóa đơn bán ra 8% thì không phải kê khai phụ lục giảm thuế 142. Thao tác ở trên vậy như thế nào để các bạn kê khai được? Cái này các bạn không lưu ý thì các bạn sẽ hay bị lỗi, đó là khi các bạn chọn phụ lục nhưng các bạn không kê gì cho trên phụ lục thì lập tức các bạn không kết xuất được, không lưu được. Đây là lỗi do là phụ lục các bạn để trống. Vậy thì để không phải gặp cái lỗi này thì các bạn cần lưu ý những thao tác trên phần mềm HTKK như sau. Chúng ta đi thao tác trên phần mềm HTKK nhé. Các bạn nhấp vào thuế giá tờ khai thuế giá trị gia tăng theo thông tư 80. Sau đó các bạn kê khai thì các bạn lưu ý là cái công ty nào kê khai theo tháng thì kê khai theo tháng, chọn tháng 7. Công ty nào kê khai theo quý thì sẽ các bạn sẽ chọn quý 3 và quý 4. Thì ở đây công ty kế toán Minh Thúy là kê khai theo tháng thì kế toán Minh Thúy sẽ chọn tháng 7. Lưu ý là kê khai theo quý hay theo tháng thì kê khai phần bên trong thì cũng giống như kế toán Minh Thúy làm buổi hôm nay nhé. Thì các bạn lưu ý này, đây các bạn kéo xuống cái phần chọn phụ lục kê khai, các bạn kéo cái thanh trượt này này, kéo xuống dưới các bạn chọn cho kế toán Minh Thúy là phụ lục 142 trên 2024 Quốc hội 15, ấn đồng ý. Vào đây rồi các bạn sẽ nhìn thấy ở bên phụ lục của các bạn đây. Đó. Các bạn mở sang bên phụ lục. Bên phụ lục này các bạn sẽ thấy rằng là nó khác với phụ lục 23, 24. Là các bạn phải kê khai phần 1 là kê khai hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ áp dụng mức thuế suất 8%. Mục 2 là hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ. Nếu trường hợp các bạn không phát sinh hóa đơn bán ra, không phát sinh hóa đơn bán ra 8% thì các bạn phụ lục này các bạn không được kê khai mà các bạn phải xóa bỏ đi. Các bạn phải ấn vào xóa bỏ phụ lục này đi. Sau đó các bạn chỉ kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng tất cả các chỉ tiêu trên này như bình thường. Đó là lưu ý thứ hai đối với phụ lục 142 và lưu ý thứ ba đối với phụ lục 142 thì các bạn lưu ý là trường hợp có hóa đơn bán ra 8% nhưng không có hóa đơn đầu vào 8% thì khi kê khai phụ lục giảm thuế 142 các bạn bỏ trống mục 1 nhé. Các bạn sẽ bỏ trống mục 1 và chúng ta đi thực hành kê khai như bình thường. Kế toán Minh Thúy sẽ thực hiện kê khai cho các bạn xem nhé. Chỉ tiêu 22 phải bằng chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế tháng 6. Kế toán Minh Thúy đang kê khai theo tháng, các bạn lưu ý này, kê khai tháng 7 nên là chỉ tiêu 22 sẽ bằng chỉ tiêu 43 trên tờ khai tháng 6. Thì tờ khai chính thức tháng 6 thì kế toán Minh Thúy sẽ đánh đúng số vào đây. Và chỉ tiêu 23 kế toán Minh Thúy phát sinh là 644 615 085.
và thuế được khấu trừ. Do là đầu vào không có 8% nên đầu vào sẽ là chính là 10% thuế bình thường. Và trên phụ lục 142 kế toán minh thúy sẽ bỏ trống. Còn tiếp tục bán ra trong kỳ thì kế toán minh thúy sẽ kê khai tổng doanh thu được giảm ở đây. Tổng doanh thu được giảm thuế 10% của kế toán minh thúy của quý này, kế toán minh thúy nhập bình thường vào đây. Sau đó chuyển sang phụ lục 142, kế toán minh thúy sẽ điền nội dung. Kế toán minh thúy sẽ chỉ ghi một nội dung, đó là bạn xuất bán các loại gỗ mở ngoặc, gỗ lim tròn, lim xẻ hoặc là gỗ gõ, tổng giá trị là tần này và được miễn thuế, thì lập tức sang phụ lục này nó sẽ hiện đúng số thuế 636434 và 421 giống như trong bảng kê bán ra của kế toán. Đây 636434 và 421, đây chính là bảng kê hóa đơn bán ra của kế toán minh thúy nhá. Thì số đã khớp. Vậy thì như thế này là các bạn sẽ tệp ra kết xuất ghi lại, các bạn ghi lại, sau đó kết xuất file XML, sau đó các bạn nộp lên trang thuế điện tử như bình thường. Thì đấy là đối với trường hợp là có đầu ra, có phát sinh đầu ra được giảm thuế 8% nhưng không phát sinh đầu vào giảm thuế 8% thì các bạn bỏ trống đầu vào nhé. Bỏ trống cái phần mục 1 này, đó là lưu ý thứ 3 đối với cái phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 142. Và lưu ý thứ 4 thì các bạn lưu ý như sau. Lưu ý thứ 4 đó là hóa đơn bán ra và hóa đơn mua vào có cùng nhóm hàng, cùng tên, cùng loại thì doanh nghiệp gộp chung lại thành một mã cộng tổng tiền và thuế điền vào phụ lục 142. Các bạn điền giống như kế toán minh thúy đã điền. Đấy. Các bạn điền giống như kế toán minh thúy đã điền như này nhá. Vậy trong trường hợp mà có phát sinh hóa đơn mua vào chịu thuế 8% thì các bạn cũng kê khai lên mục 1 này. Và mục 3 khi đó sẽ nhảy số liệu. Đấy. Khi đó sẽ tự động nhảy số liệu, lấy kế toán minh thúy sẽ đi nhập hóa đơn đầu vào có phát sinh. Kế toán minh thúy cũng sẽ làm tương tự. Thì các bạn xem trong bảng kê hóa đơn mua vào của kế toán minh thúy sẽ làm như thế nào nhé. Đây, bảng kê hóa đơn mua vào kế toán minh thúy tháng 7. Kế toán minh thúy phân ra một phần, đó là hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho dịch vụ chịu thuế 8%. Đấy. Hàng hóa dùng riêng cho dịch vụ chịu thuế khác, đó là trong đấy có 5%, 10%, không phải 8%. Đấy, kế toán minh thúy tách riêng ra như thế này. Thì ở đây kế toán minh thúy thấy rằng là tổng giá trị trước thuế của kế toán minh thúy đối với dịch vụ 8% đầu vào thì là 6.4 tỷ. Thì kế toán minh thúy sẽ phải cộng này vào. Mặt hàng thì kế toán minh thúy sẽ làm như sau. Trong bảng kê hóa đơn mua vào của kế toán minh thúy, đối với cái mục hóa đơn mua vào chịu thuế suất 8% đầu vào thì kế toán minh thúy thấy rằng là đang tồn tại hai nhóm mặt hàng. Thứ nhất đó là tất cả các loại gỗ, thứ hai đó là thêm một cái hóa đơn chi phí kiểm định nữa. Thì kế toán minh thúy sẽ tổng hợp trên phần mềm STKK, kế toán minh thúy sẽ tách ra làm hai dòng, một dòng là mua gỗ các loại và sau đó kế toán minh thúy sẽ lấy tổng số tiền ở trong bảng kê này, giá trị trước thuế cũng như là tổng tiền thuế để đưa vào cái dòng của cái nội dung mua gỗ. Và nội dung thứ hai đó là chi phí kiểm định thì kế toán minh thúy cũng lấy ở bên này và đưa sang. Và trên phần mềm STKK kế toán minh thúy chỉ nhập có hai dòng. Bản F5 để các bạn thêm dòng, sau đó mình điền chữ chi phí kiểm định vào đây đó. Sau đó mình điền giá trị 272273, thuế là 18182. Rồi, bây giờ số của mình đã khớp 1513995. Các bạn thấy là số liệu của kế toán minh thúy đã đúng so với bảng kê mua vào của kế toán minh thúy rồi. Vậy thì sang tờ khai, đấy là cách kê khai ở phụ lục, các bạn nốt vào các cái mã của các bạn nhé. Sau đó ở bên này thì các bạn sẽ điền trực tiếp số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của các bạn vào đây. Tổng số
Các bạn xuống đây tổng số 644615085 thì các bạn điền vào chỉ tiêu 23 644615085 và thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 515241147. Thì các bạn điền vào chỉ tiêu 24. Sau đó kế toán minh thử không có hàng nhập khẩu, không có 2324 thì kế toán minh 23A 24A thì kế toán minh thủy sẽ điền không điền và điền luôn xuống chỉ tiêu 25. Hàng hóa mua bán ra cũng nhập như này, mua vào cũng nhập như này. Vậy là chúng ta đã nhập xong phụ lục giảm thuế 142 năm 2024 rồi. Vấn đề mà các bạn băn khoăn đó là có phải kê chi tiết từng loại ra không? Ví dụ các bạn bán sắt thép các loại, hay là sắt thép thì các bạn không được giảm giá rồi, xi măng. Các bạn bán xi măng nhiều loại thì các bạn chỉ ghi là mua các loại xi măng, thì các bạn ghi ra bỉm sơn, xi măng thiên sơn, rồi gì gì đó, các bạn ghi ra đây và các bạn tổng tất cả những cái hóa đơn mua xi măng đó vào và các bạn đưa vào cái giá trị hàng hóa mua vào nhá. Và thuế của tất cả hóa đơn đó các bạn tổng hợp vào đây thì các bạn lên phải có một cái bảng kê tổng hợp riêng nhá. Ngoài ra các bạn có những cái mặt hàng, cái nhóm ngành nghề khác mà cũng được giảm thuế 8% thì các bạn kê khai vào đây. Đấy, cứ ấn F5 để các bạn thêm dòng và các bạn kê vào đây nhé. Còn bán ra cũng tương tự, các bạn cũng gộp lại cho mình các cái nhóm hàng, ngành hàng, các nhóm hàng, ngành hàng cùng tên, cùng loại thì các bạn gộp chung. Trong trường hợp, lưu ý thứ 5, trong trường hợp các bạn muốn kê chi tiết từng mặt hàng của hàng hóa thì các bạn tải mẫu bảng kê Excel, điền từng mặt hàng theo hóa đơn, sau đó tải bảng kê vào phần mềm HTKK. Đây các bạn nhìn trong bảng kê, trong cái phụ lục 142 thì các bạn nhìn thấy cái mẫu tải bảng kê đây, thì các bạn tải về file Excel, sau đó các bạn kê khai vào đây, copy kê khai, các bạn thêm dòng bình thường. Đấy, sau đó các bạn tắt đi và các bạn vào cái phụ lục này, sau đó các bạn ấn vào tải bảng kê từ Excel và chọn đến cái file mà các bạn chọn đến cái đường dẫn mà các bạn đã lưu file Excel, lưu file mẫu để các bạn tải lên đây. Rồi ở cái bên tờ khai thì các bạn nhập chỉ tiêu 32, chỉ tiêu 23, 24, 25 và 22 như bình thường nhé. Đối với kế toán minh thúy thì kế toán minh thúy thường là làm giống như kế toán minh thúy đã hướng dẫn các bạn gộp lại để đỡ phải kê khai không quá dài. Vậy là kế toán minh thúy đã hướng dẫn xong các bạn cách kê khai phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng 8% 142 năm 2024. Nếu các bạn thấy nội dung chia sẻ của kế toán minh thúy là hữu ích thì đừng quên ấn vào nút like, chia sẻ để cho nhiều bạn kế toán khác cũng làm được. Và các bạn cũng đừng quên đã ấn vào đăng ký kênh để ngay khi kế toán minh thúy có video hướng dẫn tiếp theo thì các bạn sẽ nhận được mà không bị bỏ lỡ nhé. Còn trong quá trình các bạn kê khai phụ lục mà có những vướng mắc, có những lỗi mà các bạn không biết xử lý thì đừng quên hãy bình luận ngay xuống dưới video này, cái phần bình luận đó các bạn. Các bạn hãy viết ngay những cái vướng mắc của các bạn xuống cái phần bình luận của video này để kế toán minh thúy có thể tư vấn, hỗ trợ các bạn một cách kịp thời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.